mời quý vị và các bạn đồng hành cùng phóng viên của kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Chúng ta sẽ đi trên tuyến phố Phan Đình Phùng, một trong những tuyến phố có cây xanh và phong cảnh được đánh giá là đẹp nhất Hà Nội. Mời quý bạn đồng hành trên cung đường này nha. Tuyến phố Phan Đình Phùng ngay bên đường được trồng rất nhiều các cây xà cừ, và đặc biệt là tuyến phố đang chính là những cây sấu hai bên đường. Bên đường thì toàn là các nhà phục vụ của thành phố, nên rất là thông thoáng hai bên mặt đường. Đường Phan Đình Phùng là một con đường đi một chiều theo hướng từ đường Hoàng Hoa Thám lên đến Bốt Hàng Đậu và lên cầu Trương Dương với cầu Thăng Long, nối ra đường Trần Nhật Duật. Đây là nút giao ngã tư giữa phố Hoàng Diệu với phố Phan Đình Phùng. Đây là bí tích cửa Bắc này.